Xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đó. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sử dụng Zalo. Lan của em thì chưa gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em: thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác là có gì thì qua vườn của em xem cây. Vườn của em thì ngay bên kia địa phận huyện Đông Anh, cũng rất là dễ tìm. Các bác đi hướng cầu Thăng Long sang là địa phận Hải Bối là tới các bác nhé. Hôm nay thì em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi. Các bác có gì xem sản phẩm gì ưng mắt thì ủng hộ em. Loại lan hài đầu tiên em giới thiệu các bác là lan hài Sukhakuli các bác nhé. Dòng này thì là hài ngoại, hàng rừng của bên Lào. Em đã trồng thuần rồi, em bán 150 một chậu. Cây thuần to đẹp như này các bác nhé. Đây, lá nó lên rất là đẹp rồi. Sukhakuli thì nó cũng dễ trồng như hài Vân Lam của mình thôi. Đây, lá rất là đẹp này, đang lên rất là cứng cáp. 150.000 một chậu, em đóng vào chậu gửi các bác. Giá nhổ chậu là 80.000 một chậu một cây, nhổ chậu gửi cây. Còn đây là cây hài Hetman. Cây bé này thì là 90.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Cây to hơn như là 150 một chậu, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Hài Hetman. Hài Hương thì 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi, hàng thuần rồi các bác nhé. Hài Giáp. Hài Giáp thì hoa Tết, hoa rất là thơm. Hài Giáp thì 50.000 một chậu một cây, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Còn hàng nhổ chậu 50.000 5 chậu, nhổ chậu gửi cây. Hài Giáp. Hải Kim Tây Nguyên 50.000 2 chậu, nhổ chậu gửi cây. Còn hàng thuần là 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Hải Vệ Giữ 50.000 5 chậu, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hải Giác Kỳ 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Hải Giác Kỳ. Giác Kỳ hàng thuần thì em cây, những cây này em đã thuần rồi. Em để với giá là Giác Kỳ thuần này thì em để với giá là 100.000 một chậu một cây các bác nhé. Đóng ở chậu gửi các bác này. Giác Kỳ nó rất là dễ sống. Thằng Giác Kỳ này thì hoa của nó thân lá của nó đẹp hơn thằng Giáp một chút này. Lá nó mềm mại hơn này. Ví dụ như cái chậu này này, cái chậu to như này này. Đây. Hoặc là những cây bình thường mà em sẽ gửi cho các bác đây. Đấy, cây nó rất là đẹp này. 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi các bác nhé. Hàng thuần rồi, hài Giác Kỳ. Hài Táo. Hài Táo em bán với giá 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Các bác nhé. Hài Táo. Còn hàng nhổ chậu thì 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Hài Hồng. Hài Hồng thì 50.000 100.000 một chậu một cây như này, đóng ở chậu gửi này. Hài Mốc Hồng 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi, hàng tuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Đây là hài Dâu Xanh 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Cây đang lên rễ rất là khỏe mạnh và lên mầm mới này các bác này. Dâu xanh nó dễ sống mà. Dâu Helen 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Gấm cũng 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Hài Qua Đi. Hài Qua Đi một chậu cho một cây như này em để với giá là 250.000 các bác nhé. Qua Đi. Gấm Trơn thì là 500.000. Gấm Trơn này hàng công nghiệp nhé. Cánh bầu rồi là hoa nó không có điểm đốm nữa rồi. Còn gấm Trơn hàng rừng thì cũng là 500.000. Hài Henry 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Coxy 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây, hàng thuần 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hài Gấm hàng thuần thì 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi cây cho các bác. Đây, Sukhakuli của em lên rất là tốt. Hài Vân Bắc 50.000 280 một chậu, cây to như này các bác nhé, đóng vào chậu gửi này. Vân Bắc này, mình cây như thế này là 100.000 này. Hài Cảnh thì 60.000 một cây, đóng vào chậu gửi. Livium 120.000 một chậu một cây như này, đóng vào chậu gửi này.
Trần Liên 50.000, 100.000 một chậu như này các bác nhé. Chỉ còn chậu 100.000 thôi. Thì chậu 50.000 nhưng mà quay cho các bác xem. Đây là hài Helen 200.000 chậu Helen đẹp này. Đây Trần Liên 50.000 một chậu các bác nhé. Đóng cái chậu gửi các bác này. Hài Trần Liên. Những chậu hài hương to hơn này thì em để với giá là 250.000 các bác nhé. Đóng cái chậu gửi các bác hàng tuần rồi. Chậu hài hương này. Hài Râu Pháp 500.000 một chậu, đóng ở chậu gửi các bác. Hai thân rất là to đấy. Hiện lên đến có những cây nó đang ra nụ mới này. Ra nụ hoa rồi các bác ạ. Đây này, cây này nó có mèo rồi này. Mèo nụ này. Helen nó dễ trồng, dễ cho hoa lắm các bác. Cốc si cũng một vài cây cũng bắt đầu có nụ nhé. Cây này thì chưa thấy gì cả. Thường của em trồng nó sẽ ra muộn một chút. Hàng em vẫn có nhé. Bản lá 6 sen tàn ghép đá thấm thủy tàn tiền triệu các bác ạ. Đây hàng cấy đá thấm thủy ở ra rễ rất là ác luôn này. Này. Đã lan hài em sang mặt hàng địa lan nhé. Địa lan đại kiều. Đại kiều cổ đây thế nào. 1.8 triệu nhé, 300.000 một thân, chậu này 6 thân là 1.8 triệu này. Calan hoa xanh 500.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Ở xa gửi xe khách, ở gần thì em có thể ship đến cho. Còn giá một chậu là 400, những khóm to như này. Bạch ngọc tố tâm này. Tố tâm này là 500.000 cả chậu các bác nhé, tố tâm. Chân hương thì 400.000 6 thân. Cả chậu luôn, đóng ở chậu gửi này, chậu nhựa này em đóng ở chậu gửi được. Xuân Hè Sơn La 408 cả chậu, giá một chậu là 308. Đây. Hoàng Kim Bảo, cái chậu Hoàng Kim Bảo này 600 bao gồm cả chậu sứ rồi. Trần Mộng thì 1.2 triệu cái chậu này các bác nhé, 5 thân đang có mầm này. Ngân Biên 200.000 chậu, 2 thân 1 mầm này. Còn Tiểu Ngọc Yên Tử thì là 8 triệu chậu 4 thân. Tiểu Ngọc Yên Tử này, 8 triệu chậu 4 thân, hoa rất là đẹp này. Hoa nó cân đối các bạn so với những dòng khác này. Hoa màu xanh ra hoa gì Tết, hoa thơm này. Nguồn gốc của cây là vùng rừng núi Yên Tử, thường mới gọi cái tên là Tiểu Ngọc này. Đây là cây Tiểu Kiều này, 180.000 chậu này các bạn nhé, đóng ở chậu gửi này. Đông Lan 200.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hồng Thần Hòa, hoa cánh sen. Chậu này là 900 này, chậu này 1.2 triệu này, 5 thân này, chậu này là 4 thân này. Xuân Lan sen xanh này 250, chậu 2 thân này đang lên mầm. Thiên Thảo Tuyết Sơn cũng thuộc dòng Xuân Lan. 300.000 chậu 3 thân. Còn đây là Đại Kiều Tàu Lá Kẻ. Đại Kiều Tàu Lá Kẻ là 250.000 chậu. 3 thân 1 mầm. Địa Lan Tiểu Quốc Linh 600.000 chậu 3 thân 2 mầm. Chậu Xuân Hè Sơn La này em để với giá 250 này. Xích Ngọc Lai Bạc Lan. Xích Ngọc Lai Bạc Lan 450.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Chút Lan rừng Hà Giang là 250.000 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Chút Hoa Xanh là 1.2 triệu chậu 4 thân này. Đây là Caran Hoa Trắng 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Thứ Thể Rừng Lá To 150.000 một chậu, đóng chậu gửi cây. Mạc Thu là 100.000 một chậu, đủ chậu gửi cây. Hoàng Thảo Nghệ Tâm 200.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Khúc Hương Vali này thì là 308, đóng cả khúc gỗ gửi. Khúc Tam Bảo Sắc này là 350, 250 đóng cả khúc gỗ gửi các bác nhé. Còn đây là cây kiếm xích ngọc này, rất là to này. Em để với giá là 450 các bác nhé. Kiếm xích ngọc. Tiểu Hồ Điệp Rừng ghép dớn 250.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi. Xuân Thủy Tiên 200.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Những bụi địa lan kiwi ăn to là 500.000 một búi, đổ chậu gửi cây. Giáng Hương Xẻ Quạt 250.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Lan
ống điếu 150.000, châu hồng cánh sen là 230, 7 cặp lá này, hoàng nhiễn tím 180 một chậu, nóng một chậu gửi. Kiếm giá hoa xanh 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Đây là cây tứ thời rừng lá nhỏ 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Ca lan hoa xanh 200.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Kiến phi tâm 250 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Địa lan kiwi VN 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Lalulum Hà Giang 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hạ lan yên tử 160.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hàng đỉnh nâu hoa Tết chậu này 230 này, chậu này là 90.000 này, đóng ở chậu gửi này. Tập tiên hoa Tết là 200.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Tam bảo sắc trắng tím Điện Biên 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hôm nay em có từng đấy phần lan, các bác có gì mua hộ em nhé. Chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.